IMF đưa ra viễn cảnh tồi tệ khi Hoa Kỳ vỡ nợ. Phát ngôn viên IMF Julie Kozek ngày 11 tháng 5 nói rằng Mỹ vỡ nợ có thể kéo theo lãi suất vay cao hơn và bất ổn lan rộng, Reuters đưa tin. Đánh giá của chúng tôi là sẽ có những hậu quả rất nghiêm trọng nếu Mỹ vỡ nợ, không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi khuyến khích các bên ở Mỹ cùng nhau đạt được đồng thuận để khẩn trương giải quyết vấn đề này, bà Kozek nói. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính nước này, bà Janet Yellen cảnh báo việc Mỹ vỡ nợ có thể châm ngòi cho một cuộc suy thoái toàn cầu cũng như làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ. Được biết, Tổng thống Joe Biden và các lãnh đạo Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục họp về vấn đề nâng trần nợ công vào hôm nay, ngày 12 tháng 5, sau cuộc thảo luận ban đầu hôm ngày 9 tháng 5. BRC20 có thể là chen tiếp theo trong mùa đông crypto. Sau sự cố của Bitcoin trên Binance với phí giao dịch cao bất ngờ, chen BRC20 của Bitcoin đã nổi lên như một hiện tượng. Được biết đây là một token được tạo ra trên Bitcoin blockchain nhờ vào cơ chế khắc và giao thức Ordinal. Mặc dù tiêu chuẩn BRC20 không hỗ trợ smart contract, nhưng bất chấp hạn chế này, các token BRC20 như Audi, PP và Punk vẫn đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng. Cũng chính vì sự hiếu kỳ trong cộng đồng đã tạo nên cơn sốt BRC20 hiện nay, góp phần đẩy phí giao dịch Bitcoin dâng cao kỷ lục, thậm chí còn khiến mạng lưới tắc nghẽn, buộc Binance phải cho dừng rút tiền nhiều lần. Theo thống kê từ Dun Analytics, 65% giao dịch Bitcoin hiện đang đến từ BRC20. Du Quân chi 400.000 euro để chạy tội ở Montenegro. Các báo cáo gần đây cho thấy rằng ông chủ Teza, Du Quân, người từng là tội đồ của ngành, đã không nhận tội làm hộ chiếu giả ở Montenegro sau khi bị bắt vào tháng 3 tại sân bay ở Podgorica, thủ đô của Montenegro, khi anh và cộng sự cố gắng lên một chiếc máy bay riêng để bay đến Dubai. Trước đó, Quân đã chạy trốn trong một vài tháng khi tự tay phá nát đế chế của Teza, xóa sạch gần 45 tỷ đô la khỏi thị trường tiền điện tử và dẫn đến phản ứng dây chuyền buộc một số doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc nộp đơn xin phá sản. Branko Angelic, luật sư bào chữa của Quân, đã đề nghị trả tiền thế chân cho anh ta với số tiền 400.000 euro. Nhưng công tố viên Haris Sabotic phản đối kịch liệt, cho rằng Quân có nguồn tài chính dồi dào nhưng không muốn ở lại Montenegro. Theo các quan chức ở đó, không chỉ Montenegro và Hàn Quốc, mà ngay cả các công tố viên Hoa Kỳ cũng đã đệ đơn tố cáo Du Quân. Họ đã cáo buộc anh ta chủ mưu một kế hoạch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử kéo dài trong nhiều năm và dẫn đến việc mất ít nhất 40 tỷ đô la giá trị thị trường. Hạ viện Hoa Kỳ tiếp tục điều trần về quy định tiền điện tử. Hai ủy ban tại Hạ viện Hoa Kỳ là Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện HFSC và Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện đã tổ chức phiên điều trần chung đầu tiên liên quan đến tiền điện tử vào thứ Tư nhằm tìm cách tạo ra một con đường thuận lợi hơn để thiết lập khung quy định cho lĩnh vực này. Giai đoạn đầu của phiên điều trần khá gay gắt khi một số đảng viên Đảng Dân Chủ đặt câu hỏi liệu có nên ban hành luật cụ thể cho tiền điện tử hay không. Vào cuối phiên điều trần, Brad Sherman, đảng viên Đảng Dân Chủ California kiêm nhà phê bình tiền điện tử nổi tiếng, đã đặt câu hỏi liệu tài sản tiền điện tử có tương lai ở Hoa Kỳ hay không. Ông gọi tiền điện tử là một hệ thống tiền ẩn, giúp chuyển vốn đầu tư dễ dàng và hoạt động với mục đích vốn đã công bố một cách công khai, đánh bại các lệnh trừng phạt kinh tế và mức thuế cao của thị trường truyền thống. Chủ tịch HFSC, Chenry, đã kết thúc phiên điều trần bằng cách tuyên bố rằng cách tiếp cận hiện tại của SEC là không hiệu quả đối với tài sản tiền điện tử và CFTC cần có thêm thẩm quyền đối với thị trường. Tháng trước, Chenry cho biết ông hy vọng rằng Tổng thống sẽ ký một số điều luật về tiền điện tử trong vòng 12 tháng tới. Kỳ vọng Open Mainnet quay trở lại sau loạt động thái tích cực. Trong những ngày gần đây, một lượng lớn P-Mainnet đã chảy về ví KYC của các Pioneer đã làm dấy lên một số dự đoán. P-Network có thể sẽ sớm Open Mainnet, nhất là trong bối cảnh P2Day đang đến gần. Bên cạnh đó, sau một thời gian ngừng các hoạt động cộng đồng, P-Core Team đã rụt dịch quay trở lại bằng loạt hoạt động tại Stanford và khởi động chương trình vườn ươm khởi nghiệp Pickerbaiter. Chính những dấu hiệu trên đã tiếp tục gieo kỳ vọng đối với các Pioneer về việc Open Mainnet sẽ đổ bộ vào ngày 28 tháng 6. Kèm theo đó là việc mạng Pi sẽ chính thức hoàn thiện nền tảng smart contract an toàn, hiệu quả và minh bạch. Một khi Pi Network mở mainnet, từ đó giúp cho hệ sinh thái Pi này càng phát triển, giúp đồng Pi ngày càng gia tăng giá trị. Mạng Tron bứt phá trong quý 1 năm 2023. Báo cáo mới từ Messari đã tiết lộ rằng blockchain hàng đầu, Tron, ngôi nhà của hơn 1.300 ứng dụng phi tập trung, đã chứng kiến sự tăng trưởng và một số sự sụt giảm nhỏ trong quý 1 năm 2023. Trong 3 tháng đầu năm, số lượng giao dịch trung bình hàng ngày trên mạng lưới blockchain mã nguồn mở này đã tăng 7,7% từ 6,5 triệu trong quý 4 năm 2022 lên hơn 7 triệu vào cuối quý 1 năm 2023.
Theo Messari, sự gia tăng các giao dịch hàng ngày một phần là do Tron đã mở rộng các dịch vụ tài chính phi tập trung DeFi, bao gồm staking thanh khoản và thị trường tài nguyên phi tập trung. Do đó, tổng số giao dịch hoạt động staking của mạng lưới đã tăng 197% so với quý trước. Một lĩnh vực khác mà Tron xuất sắc trong quý 1 năm 2023 là phí giao dịch. Trong khoảng thời gian 90 ngày, phí giao dịch trung bình tính bằng TRX và USD lần lượt tăng 59,2% và 80,2%, Messari tiết lộ. Trong khi đó, tổng doanh thu hàng quý là 90,04 triệu USD được ghi nhận vào quý 1 năm 2023, tăng 88% so với doanh thu quý 4 năm 2022. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. ZyptoListVN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.